học lớp 6, thằng học lớp 4 cô cho bài tập về nhà làm không biết làm, nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ lanh chanh, nhờ lớp 3 chỉ là sao? Ủa gì con học lớp 6 hả ba? Tao không có nói mày, tao nói là người chỉ bài cho tụi bay mới học có lớp 3 thôi. Ủa ai vậy ba? Tao á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tao lớp 3 mà đi mà chỉ lớp 4, lớp 6 là sao? Tao học lớp 3, biểu tụi bay hỏi nó tao phải chỉ, đó là vấn đề sĩ diện mà. Nhưng mà tao sống lâu tao có kinh nghiệm, vừa rồi mà học cái gì mà cô mày la mày nói tao nghe coi. Dạ, con đang ngồi trong lớp á, cô giáo chỉ mà con hỏi ai là người ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Dương. Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ của người ta? Nhà mình có cái ná mày đi ăn cắp cái nỏ chi? Mày đem cái nỏ mày trả cho ông Dương liền ăn, tao quýnh chết cha mày à. Ba, con biết người lấy ba. Mày biết người lấy tại sao mày không nói để cô giáo nghi ngờ anh mày lấy cái nỏ? Không phải, người lấy cắp cái nỏ thần coi như là Trọng Thủy. À, Trọng Thủy. Dạ. Nhà Trọng Thủy ở đâu? Để mai tao dẫn cô giáo anh mày tới đi Minh Quang cho anh mày, chứ nhà tao có nghèo chứ đâu có cho con đi ăn cắp ăn trộm mày. Trời ơi ba ơi, ba sao trời vậy? Trời ơi ba ơi, Trọng Thủy là một nhân vật lịch sử có từ mấy ngàn năm trước lận. Mày đừng có xạo, mấy ngàn năm sao tao đẻ trước mày tao không biết. Tao không biết con tao sẽ biết, cô mày hỏi tao leo. Còn mày, mày học cái gì mà cô mày la mày nói tao nghe coi. Dạ con đang ngồi trong lớp á, cái cô giáo nói con là hỏi con là lịch sử, nói là vì anh hùng dân tộc nào sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn cởi ngựa bay về trời. Con trả lời ai? Con không biết. Ngu. Câu này dễ ợt mà không biết. Chứ bà biết không? Câu này người ta hỏi mánh thôi chứ trong câu hỏi có câu trả lời rồi. Ủa ai vậy ba? Sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa. Ông tên là ông bèn đó. Trời, nói rõ ràng tên ông bèn chứ nói tên ông nội mày ha, mày lưỡng lự. Cái gì vậy ba? Cô đọc cái sách kia nói là viết là sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông liền cởi ngựa bay về trời. Không lẽ ông này tên liền? Ai cũng có cái tên thường gọi với cái tên ông khai sinh. Là sao? Như tên tao trong khai sinh là Nguyễn Văn Rớt. Dạ. Mà bà nội mày hay kêu là thằng Lụm. Ủa sao kỳ vậy? Bà lỡ bà đặt tên Rớt, bà kêu tên Lụm, bà gỡ chút đỉnh vậy đó. À thì vậy. Ông này cũng vậy, tên Bèn là tên trong khai sinh, mà tên Liền là nickname của ổng. Ủa ba cái thời đó mà còn chát chiếc yahoo.com nữa hả ba? Mày giỏi cãi quá, mày biết ai mà cãi mày? Trời, con hỏi bạn con được biết rồi. Ai? Ông đó là ông gánh giống. Ông bán gì mà gánh giống? Không có bán gì đâu. Trời, ông đó là ông Thánh Giống. Ở Việt Nam mình có ông Thánh Giống hả? Trời ơi, ba không biết Thánh Giống luôn hả ba? Ba biết hả? Ba biết hả? Ba biết, chắc là ba biết, nhưng mà tại vì ba học cho cái tên. Trời đất ơi. Thôi bỏ đi. Giờ tao hỏi tụi bay à, tại sao tụi bay đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay, ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết cha mày, cho mày ói hả mày? Đâu cần ói, tao tự soi gương, tao tự ói mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ, thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con. Mày ngu! Mày nói tên được rồi, mày đưa cái hình tao ra làm chi? Hả? Rồi mai mốt tao đi chợ, tao gặp bà thì tao lấy cái gì tao đổi. Còn mày? Dạ. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ, ba cho phép con mới dám nói. Nói đi! Dạ, giờ tập làm văn, cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất. Sao mày lấy hình tao mà tả con vậy? Dạ, con khỉ. Bất dạy, cha nó mình tạo con khỉ à. Anh hai, anh nói là gì kỳ vậy? Ba là người sanh cho mình à. Ba là người nuôi nấng mình à. Anh nghĩ sao anh nói tướng ba với con khỉ à? Đó, thấy không, thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hơn mày. Ba không giống con khỉ. Đi giống con gì? Ba giống đời ơi. Ê, mày còn khốn nạn hơn thằng anh mày. Đẻ hai đứa con ra, thằng nó tả cha nó con khỉ, thằng nó tả cha nó con đười ươi. Trong khi đó em đẹp như con tinh tinh vậy. Ta lộn, ta nóng quá, ta lộn, tinh tinh đít đỏ, đít ba mà trắng nõn mà. Đây nè, không tin mày coi coi nè. Coi đi. Hàng xóm đây nhiều lắm. Bậy lắm nha. Dạ. Thôi chi, ba nói giờ ba có kiến thức đúng không? Đúng vậy. Ba có kiến thức không? Con đố ba nè. Đố đi. Giờ con đố ba đó, ông vua nước Pháp Napoleon sanh năm mấy? À, ông này ta biết, ông này ta biết. Ba biết luôn hả? Ông Napoleon này ba biết mà. Ông Napoleon này là chủ hãng rượu phải không? Chứ gì? Ta thấy tên ổng ghi trên chai rượu đó. Trời ơi, ba ơi, ba không có hiểu hết trơn á. Napoleon là vua nước Pháp. Ông nổi tiếng quá, khi ông chết á, người ta lấy tên ông đặt cho hãng rượu, ba hiểu không? Nói chung là ông vua nào nổi tiếng là đặt tên của rượu hết. Là sao? Càng như là ông vua Minh Mạng có rượu Minh Mạng nè. À. Ông vua Càng Long có rượu Càng Long nè. Ông vua Napoleon có rượu Napoleon, thấy không?
Nói chung là coi như là ông rượu nào mà nổi tiếng là tên của vua hết. Hay quá con ơi, rượu nào nổi tiếng cũng là tên của vua hả? Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức cho ba từ xưa tới giờ. Ba đâu có biết đâu, bây giờ ba biết rồi ba mới hỏi tụi bay về trong lịch sử có ông vua nào tên Chuối Hột không? Ba nấu cha mà xạo hả mày? Mày nói rượu nào nổi tiếng là tên của vua, vậy có ông vua nào tên Gò Đen không mày? Có ông vua nào tên Nếp Mới không mày? Thôi ba ơi, nhỏ bẹt lâu lâu. Ba đừng có đánh trống lảng nữa, ba trả lời đi. Napoleon sinh năm mấy? Mày tới mày hỏi ông Napoleon với tao sinh năm mấy ông biết không? Ông không biết năm sinh, tao biết năm sinh ông làm gì. Mày ăn no rồi mày đi lo bao đồng hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao còn phải chạy ra nghĩa địa tao coi cái bia đó. Ở đó Napoleon biểu tao nhớ năm sinh cái đồ tàu lao. Đi vô ngủ, Đứng lại. Ha, phải đứng lại để cho ta đố. Chứ bà nói chuyện tầm bậy bạ sao không nghe được. Gì? Bà đố được con luôn hả? Đúng. Bà lớp 3 đố rồi, đố lớp 4, lớp 6 hả? Chơi luôn. Được, đố đi. Con nghe. Đố tụi bay có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Thì ông thấy gì? Ông thấy mệt. Kỳ vậy? Ủa ông lên ông thấy mệt. Ba đố vậy là ba đố mẹo. Ba đố vậy là ba đố không có đàng hoàng, không có chính thức. Con không có. Cái gì? Không có. Là sao? Không có phục đó ba. Phục là phục á. À dạ, được quá. Nếu mày cảm thấy không phục, ta sẽ đố mày một câu nữa cho mày tâm phục và khẩu phục. Ba đố đi. Đố tụi bay cái nội dung giống như hồi nãy. Có một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Chứ ông thấy gì? Ông thấy ông già hồi nãy. Cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Ông kia tao chưa cho xuống mà. Tao nói ông khác lên. Tại tụi bay không đọc kỹ đề bài. Ba đố vậy là ba đố mèo. Con không có. Đúng rồi. Không lại phụt. Không phụt. Được. Vậy thì ba sẽ đố toán học. Toán học hả ba? À. Con nghe. Rồi. Ba có một bầy trâu, một nửa nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu. Mới có nửa câu mà nó nổi sải rồi đó nha. Tao quất nửa câu nữa nó nổi một nhọt là mày tin không? Lấy 1/2 bầy trâu nhân với 3 cộng 3/4 bầy trâu nhân 4 - 6 rồi lấy cái búa đập loài hai con mắt hỏi tao có mấy con trâu. Hai anh em bay tính đi, tính xong rồi về Biên Hòa ở luôn đi nha. Sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, em đã có câu trả lời cho ba rồi. Có ai nói gì dưới đâu mà mày xì? Tao đập ở trong mặt mày à. Dạ kính thưa lão tiền bối, tiểu sinh xin trả lời câu hỏi của lão tiền bối như sao chứ hả? Trả lời đi. Thật sự ra trong câu hỏi của Quỳnh có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Mấy con? Tiểu sinh xin trả lời như sao? Nhà đi u sầu bạc chẳng 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 u sầu chẳng chẳng. Tiểu sinh xin trả lời như sao chứ hả? Và ví dụ hoặc chẳng 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 chẳng. Anh tiểu sinh xin trả lời như sao? Và ví dụ chẳng 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 chẳng. Ta mệt rồi nha. Ê, anh nhắc cười như vậy làm sao trả lời chứ hả? Chứ người ta không cười mày lấy cái gì mày ăn hả? Ngu như con bò. Vậy thì cứ cười tự nhiên đi hả? Dạ con ơi.
tiểu sinh. Ta tiểu sinh. À, tiểu sinh. À, tiểu sinh. Mày đi ra ngu đứng đó. Nó đang làm vậy mà đứng nó cháy. Dạ tiểu sinh à. À, xin đi tiểu ha. Mất dạy. Mất dạy. Mày biết thì mày nói mày biết, mày không biết mày nói mày không biết. Mày cứ tiểu xin cái mày xin đi toilet là sao mày? Mày không biết sao qua. Mày biết không? Dạ không. Thằng này biết không? Con không biết. Tao biết không? Tao biết không? Tao cũng không biết. Hả? Cái gì vậy? Ngoài biết tụi mày đâu không chứ? Ai biết tụi mày nói tao không có kiến thức cho nên tao vận dụng đầu óc ra tao tìm hiểu một câu đối vô cùng hóc búa chứ tao đâu cần câu trả lời. Con không phục. Bà là sao bà đố vậy chứ? Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao bà không có kiến thức? Bà mới dạy hai anh em con tầm bảy tầm bạ vậy? Rồi tụi con không biết. Tụi con dạy lại cho con tụi con tầm bảy tầm bạ như vậy. Mày mốt con của con không biết dạy lại cho cháu con tầm bảy tầm bạ như vậy. Đúng. Rồi tóm lại quy gia đình mình là một quy gia đình tầm bụi tầm bậy không? Bà chứ đó tầm bậy tầm bạ là sao được? Bà thấy không? Tụi con vậy là... Thôi! Thôi hãy cầm đi hai thằng con mất dạy. Nở lòng nào bay xí ba ba ba. Gì vậy? Gì vậy? Tao biết là ngày xưa tao ham chơi, tao không lo học hành, cho nên bây giờ tao không có kiến thức để tao dạy con cái của tao. Bởi vì ba mới ráng làm lụng vất vả lo cho tụi bay ăn học. Tại sao tụi bay không lo ăn học? Nếu tụi bay không lo ăn học thì sau này tụi bay cũng không có kiến thức để dạy lại cho con cái của tụi bay. Chắc chắn con cái của tụi bay đâu sẽ xỉ vả tụi bay như tụi bay xỉ vả tao à. Trời ơi, có hai đứa con mà kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Tôi muốn phải làm sao đây? Tôi muốn phải làm sao đây? Ly về cho Mai Quốc Quyền. Cái gì vậy ba? Đọc lúc tùm la vậy ba? Ủa, ai biết ta đang kêu trời kêu đất và ta thấy này ta đọc luôn. Ờ. Con không biết là. Dạ, tụi bay chịu khó đi học giùm ba được không? Dạ được. Được rồi. Nếu tụi bay đi học, ba cũng sẽ đi học. Ba hứa ba đi học luôn. Trời ơi, ba lựa một cái môn học này hay lắm con. Môn gì vậy ba? Phải tập tạ nha. Trời ơi. Ta mới dạy nha. Dạ. Môn gì vậy ba? Cắm hoa. Cắm gì ghê. Tại sao lại như vậy? Phải giỡn chơi cho đi học bổ túc văn quá. Dạ được rồi ba. Để sau này có kiến thức để tụi bay hỏi ba còn câu trả lời chứ. Dạ đúng. À, trước khi đi học chào bà con cô bác cái. Dạ, đi ra. Dạ. Xin quên tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn với họ cái kiểu gì mà kỳ cũng không biết nữa. Nói 12 giờ tới 12 giờ này gần 2 giờ là chưa thấy tới nữa. Ông già nó rủ mình đi ăn tiệm sắm mình không dám đi rồi. Bây giờ là cho mình ngồi chờ nữa. Thiệt là vô lý á. Ngồi chờ 5 phút mà không có tới là đi đó nha. Không có chờ đâu. Chiều nay thấy trống vắng, nhớ anh em buồn. Ôi buồn hiền. Anh. Ủa anh chờ em lâu phải không? Không có lâu. Ngồi giận phải không? Mới có 2 tiếng à. Ê cười với em tiếng coi. Cười không nổi rồi đó. Nè vậy cười với con này chút đi. Nói cái này đeo cười. Cười. Trời mà anh giống chó dễ sợ. Anh vô tình thôi. Anh biết tại sao em trễ không? Em không nói sao anh biết? Giờ em nói anh nghe nè. Anh biết không, buổi sáng em ngủ dậy đó, cái em rờ lên gối á, thấy cái bài thơ anh tặng em đó. Yeah. Cái em lấy ra em đọc đó. Em đọc cho cả nhà nghe luôn. À yeah. Rồi mà người ta có nói vậy không? Trời ơi ba em hả? Ba em té ngửa luôn. Ba em xúc động quá trời luôn. Trời ơi hay đến nỗi mà ông nghe xong ông phải xỉu em. Không có. Dạ. Ba em còn phát giác ra một điều nữa. Cái gì? Rồi ba em phát giác ra là cái bài thơ của anh nó có người ăn cắp, rồi có người sau y lấy cái bản chính y chang luôn, rồi đã lấy cái tên khác bỏ vô. Ai vậy? Ai mà dám làm cái điều mà vô liêm sỉ vậy? Em nói cho anh biết đi. Xuân Diệu á. Xuân Diệu hả? Ừ. Trời ơi, cái em nghe ba nói vậy cái em tức dễ sợ luôn, em muốn đến đây gặp anh để nói cho anh nghe liền đó. Xuân Diệu là ai mà làm thơ hay hơn mình vậy cả? Mà thôi, mình thơ mình hay thì người khác người ta lấy là chuyện thường mà không có sao. Ủa, mà anh thấy cái chuyện đâu dính dáng cái chuyện em bắt anh chờ cả buổi ở đây nè. Có chứ, trời ơi anh không biết gì hết á. Em sau khi em đọc cái bài thơ của anh á, cái em cũng xúc động, cái em nổi máu. Máu gì vậy? Máu văn nghệ đó.
Trời ơi, em làm anh hết hồn à. Anh tưởng em... Cái gì? Anh biết không? Em nổi máu văn nghệ cái... Em sáng tác liền một bài thơ anh. Em mà sáng tác? Ừ. Trời ơi, cho ai? Cho anh đó. Cho anh nữa. Em tặng anh đó. Trời ơi. Khoan, em coi chừng bà Đoàn Thị Điểm hay là bà Hồ Xuân Hương á, bà ăn cắp thơ của em. Nghe nè, anh ngân cho anh nghe. Chiều xưa, dịch rượt, cò bay, chim kêu, dựng hú, đến phai, nắng chiều. Em ngồi, đói bụng, buồn hiu, thèm tu, bún Huế, bỏ nhiều, giò heo. Hay, hay quá. Hay đến nỗi mà anh không biết đường đâu bà rờ. Chưa, anh biết không, chưa hết đâu. Còn nữa hả? Còn nữa hả? Rồi, chiều nay, cũng dịch rượt, cò bay, chim kêu, dựng hú, đến rơi lá vàng. Em nằm trên võng buồn hiu, nghe lòng bay lượn như diều đứt dây. Anh nói thiệt với em đừng dặn. Em mà nằm trên võng buồn thiêu thiêu đó, anh nghĩ là võng nó đứt trước diều đấy mà. Đồ quỷ này, nghe tiếp nè. Rồi chiều mai cũng dịch được cò bay. Thôi em ơi, gì sao có dịch được cò bay hoài vậy? Trời ơi, nó chưa bắt được thì bây giờ nó phải rượt tiếp để nó rượt cho bằng được thì thôi. Thôi, nghe dịch dịch hoài sao thèm tiết canh quá, cũng đài chưa được ăn. Anh này, làm mất hứng, tự nhiên nói gì tiết canh là mất hứng à. Làm như mình em mất hứng vậy, em mất hứng nè. Anh hỏi em á tới đây để gặp anh để nói chuyện mà chuyện gì không thấy nói, toàn là ngâm thơ dịch rửa cò bay đập lúc rồi. Quên, em quên, xin lỗi nha. Trời ơi, em tới đây hả để gặp anh để bàn chuyện đám cưới đó nè. Em tính hết trơn rồi á, đám cưới mình á mời 150 bàn. Trời ơi, mình đâu có quen nhiều với nhau sao mời 150 bàn. Anh này bạn bè em đông lắm á, em mời hết trong lớp học em luôn. Em học lớp nào là em mời lớp đó hết trơn á. Trời ơi, mời đông á đám cưới mình mới càng lớn, mà càng lớn thì mình nổi tiếng anh. Còn tiếp nữa, em tính là bàn với anh về cái vụ mà áo cưới đó. Áo cưới thì đã bàn rồi mấy tháng trước rồi, tới ngày cưới thì anh dẫn em đi ra mua cái áo mới bận vô là xong, có gì đâu phải bàn. Em không muốn tốn tiền mua áo mới, tại vì mua áo mới cái mình mặc có một lần rồi mình bỏ uổng tiền không. Đằng này bây giờ em đi mướn cho em cái áo, em muốn anh á đi mướn cái áo của công nương Dana cho em mặc á. Trời đất, cái bánh cáo rồi em muốn gì vậy, xui lắm. Thôi, em muốn mướn áo của công nương Dana, anh mà không mướn áo đó cho em hả, em không lấy anh đâu. Mướn nha. Thôi cũng được đi. Nghe nhớ hứa nha. Rồi còn gì nữa? Còn MC. Mướn ai? Em muốn anh mướn MC Hoài Linh á. Được à? Nhớ. Cái đó vui lắm anh ha. Ừ, anh biết không, em mê lắm. Em cứ tưởng tượng ha, lúc đám cưới đông người ngồi ha, cái MC Hoài Linh giới thiệu cô dâu bước lên sân khấu hát tặng chú rể một bài hát được mang tên bài gì, Chuyện Tình Lan và Tài. Trời ơi, cái Lan này điểm mà sao em. Ủa? Em sẽ hát tặng anh mà. Em hát tặng anh. Lan và Tài. Thấy không, em sẽ hát tặng anh bài đó, anh thích không? Thích chứ. Mà anh, nhưng mà em qua đây nè, em nói cho anh biết là anh phải qua gặp ba má em lần nữa đó nha. Qua ông bả lần nữa hả? Ừ. Thôi, tuần trước anh qua gặp ông bả rồi. Trời ơi, vậy má em thì không sao, còn ông già của em hả, không biết hồi xưa ông làm gì á, mà mặt hầm 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 hầm, không có nở nụ cười nữa, mà mắt anh cứ từng nhìn anh vậy nè. Ai biểu? Muốn ăn từ nuốt sống của anh vậy, anh sợ lắm. Thôi anh qua. Ai biểu? Ai biểu anh qua anh hỏi cưới em mà cái mặt anh đỏ ngầu, ai biểu anh uống rượu làm chi vậy? Không uống rượu sao đủ can đảm xin cưới em. Ý anh nói là anh đã uống rượu rồi anh mới có can đảm anh cưới tôi phải không? Không phải, anh lỡ lời. Anh ý anh nói đó là anh phải uống một chút xíu rượu nè cho nó hừng hừng rồi anh mới dám gặp ba má em. Anh uống chút xíu để lấy can đảm em mà. Nói thiệt cho anh biết ha, là hả bữa đó hả ba em không có đuổi anh ra khỏi nhà là may lắm đó. Là em có biết là ba của em làm cho tim anh rỉ máu không vậy? Ba của em còn có thể làm cho đầu anh rỉ máu nữa.
Trời ơi, đâu nói sao làm cho làm anh sợ quá à. Sợ? Anh mỗi lần á nói đến qua nhà em là nó khó à, khó khăn à. Em mới hỏi muốn thương em á mà cái gì cũng than khó hết. Kêu qua gặp ba má mình cũng không gặp nữa. Thương thì thương, nhưng mà ra qua bển rủi ổng giận ổng đánh anh bể đầu như nhà thương, ai thương anh? Không sao đâu, ổng không dám đánh anh đâu. Ba em vậy chứ mà ba má em dễ thương lắm. Ừ. Nha, ráng chịu đi. Thôi, thôi cũng được đi. Mà bây giờ anh nói em nghe nè. Bây giờ thôi em về đi. Rồi em dàn xếp, thu xếp công chuyện thuyết phục ba má em lần nữa đi. Còn ba của anh á, ổng ok, ổng chịu chơi lắm. Vậy hả? Chiều nay nè, để anh đưa ổng qua bển gặp ba má của em. Dạ. Rồi mới nói cái chuyện của hai đứa mình. Nha, nhưng mà em hỏi anh này nha. Sao? Ba anh á, có khó tính không vậy? Em cũng sợ quá. Mỗi lần gặp ba anh em sợ quá. Không, ba anh chịu chơi lắm. Chơi lắm hả? Ừ. Vậy... em giờ em biết ổng là ba anh đâu. Trẻ nó măng hả? Trẻ măng hả? Ừ. Vậy thôi bây giờ em về nha. Em về em lo thu xếp ở nhà. Xong rồi lát mà mấy giờ anh qua? Bây giờ là 2 giờ mấy gần 3 giờ. Thôi 6 giờ đi. 6 giờ nha. 6 giờ, đúng 6 giờ anh đưa giờ. Ba anh qua nha không? Thôi, em về đi nha. À, em quên giặt anh này nữa. Gì nữa? Đừng có mặc đồ này quá nha. Sao vậy? Hãy đi ra tiệm mua một bộ đồ vest thật là đẹp. Rồi anh diện cho ba anh chút xíu nha. Chứ ba má em có vậy chứ mà khoái bề ngoài lắm. Nhé. Vậy anh? Nhớ nha. Ok, rồi đi. À quên nữa. Cái gì nữa? Anh giận anh nữa. Ba em hả? Anh chải cái tóc ra là thấy ít tóc một chút. Sao vậy? Ba em ghét người nào hả? Tóc nhiều lắm. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì ba em á không có tóc. Thôi đi. Thôi đi đây ha. Trời ơi, cái gì nữa? Trời ơi em. Nè, để ông mất kiếm tình đi ông vô đi. Rồi. Đi nha. Trời ơi. I love you. I love you more more more. Trời ơi, đi đi. Dạ. Tỉnh ơi là tỉnh. Đúng là đang tỉnh. Nhưng được cái tướng cũng dễ nhìn. Với lại tánh tình cũng dễ thương. Thấy cũng tội nghiệp. Không đi chơi chỗ mồ nè, ngồi rầu rĩ như khỉ ăn ớt nè mày. Trời ơi, đang nghĩ tới chuyện của Lan đó ba ơi. Có bầu rồi ha? Đâu có. Sao Lan? Trời ơi, Lan gia đình đàng hoàng mà ba. Gia đình đàng hoàng là không có bầu được ha. Tụi con đâu có gì hết trơn, đâu có gì đâu. Đó là mày nói là hai đứa mày yêu nhau trong vàng lẻ vố ha. Dạ, đúng rồi. Tao nói cho mày nghe, yêu trong vàng lẻ vố. Trừ ni con còn nói cái câu nữa hả tờ. Dẫn con người ta đi chơi có đêm mà trong vàng lẻ vố. Tại vì bữa đó mấy người đó tổ chức picnic đi tính là sáng đi chiều về. Rồi tự nhiên vui quá mấy người đó ở lại. Chứ đâu phải tại con đâu. Mày nhớ cái này tình hợp nổi đi. Tao bò hủa con. Đi như rứa đó thì ít nhất con cũng biểu hắn là gùa điện thoại về cho mẹ không biết một tiếng. Mày lộn chỉ có đêm nữa nghe. Có đêm mà tao dò rồi tao à. Con thấy bò rì cho dò rồi. Ốm như con mát nữa nè. Mà tôi hủa rồi. Mày lồm chi mà ác nhân, mày không nuốt con nó gõ điện thoại về lồm cho hư ông bà nó trâu cho cứ thay đổi liên tục gõ điện thoại chỉ có đêm thôi. Ta không ngủ được mét quần thâm mắt ngủ nè, con thấy không? Con có nói với Lan rồi. Mà Lan nói là Lan có nhờ người giết hư về thông báo cho gia đình rồi. À, đó là cũng biết không nữa, nhờ người đem về hả? Dạ, nhưng mà sau đó rồi con mới biết là Lan gửi bằng đường bưu điện. Trời ơi! Tớ là anh. Dạ. Con hơn cho là nhỏ có phúc. Dạ ba. Con quá dũa. Dạ. Đúng cái tên ba đẹp cho con là con quá tờ luôn. Dạ. Con khéo chọn quá. Dạ. Trời ơi, thời buổi ni tìm võ tác thiên còn dễ cho tìm cái con mà thông minh như cái con bồ mây ra khó vô cùng luôn. Thì con nói với ba. Con lấy rồi. Con đó là khổ sợ đó luôn tờ à. Dạ vậy ba. Ừ. Sao vậy ba? Không có tiền bệnh. Hàng tháng là gửi tiền về, trời đất ơi. Ba kỳ quá. Lan là thì công nhận Lan cũng hơi khờ khờ thiệt. Nhưng mà tánh tình dễ thương chứ bộ. Không khờ. Không khờ ra lấy mi. Nhưng mà tao hổ thiệt mi nha. Mi với hắn có cái chị không? Ba thiệt à.
con là con của ba mà con nói ba cũng không tin sao? Rồi con đi chơi hả, cả ngày tối về mạnh ai đấy ngủ, không lẽ làm vậy có tội sao? Có chứ, tự con còn trẻ, con không đang ngủ. Trời ơi, mi phải học cái sách của cho mi này, dân chơi này tự à. Trời ơi, ba nói cho con nghe, những lúc mô cần ngủ thì ngủ, những lúc mô không cần thiết phải ngủ thì phải thức. Đó, là tại vì con còn nghĩ nàng là đàn này vậy. Mi còn một giấc ngủ nghìn thu nữa, mi ngủ chi ngủ nhiều. Cả em không ngủ quên. Vậy chắc con nghĩ hồi xưa chắc ba ít ngủ lắm, hèn gì bây giờ tướng ba cũng ôm như ôm nhắc rồi. Mi cũng biết người máu lò. Mà ba ơi, cái chay bữa nay con tính nói thiệt với ba là con tính tiến tới hôn nhân với lại Lan đó. Trời ơi, ta tưởng mày tiến tới lâu rồi chứ trời, mày mới nói. Vậy đó, thì chiều nay ba đi với con có nhà ba má ra nói chuyện được không? Trời ơi, khó khăn vô cùng tờ ạ. Sao vậy ba? Con biết ba không nề hòa bất cứ chuyện chi, đi chỗ mô ba cũng đi, vũ trường ba còn đi một ngày một tuần là ba cái đêm mà. Nay cái thằng cha nó cái mạc hang lúc mô cũng ban hang bó hó như là bị tô bón. Trời ơi, cái xì tơ nó tao không có chơi mày ơi. Con thấy ba hôm 60 mấy tuổi mà mạc lúc mô cũng tươi như bông nở. Đó, phải như thế mới được. Cái xì tơ này mới là cái tô nè. Dạ mà thưa tao, ba ơi, thôi kệ ông đi, con tới là để cưới con gái ổng chứ phải cưới ổng đâu mà ba lo. Nhưng mà con đã nói chuyện rõ ràng với con Loan chưa? Dạ, chuyện gì ba? Phải đạt điều kiện với hắn mới được. Trời ơi, con gớm, trước khi mình tiến tới hôn nhân phải đạt điều kiện. Điều kiện gì ba? Điều kiện thứ nhất đó là con phải cho hắn biết rằng sau khi cưới xong, dạ, con phải được tự do đi chơi với bọn con ít nhất một lần trong một tuần. Một lần một tuần? Ừ. Không nghĩ nó chắc được á. Còn điều kiện thứ hai nữa, yeah. Điều kiện thứ hai là phải nói với hắn rằng sau khi có gia đình rồi thì không nên bỏ thời gian với bọn trẻ nhiều, có hiểu không? Nhưng mà con nghĩ là mình lập gia đình rồi thì đi ra đường có vợ có chồng thấy hạnh phúc hơn chứ ba. Điều này con nói đúng. Con nói điều này rất đúng. Người đàn ông hạnh phúc là khi đi ra đường có một người đàn bà bên cạnh. Dạ đúng rồi đó. Nhưng mà người đó không phải là vợ của mình. Bây giờ chiều nay ba làm ơn đi qua bển nói chuyện với bà má Lan với con 6 giờ được không? Thôi mà ba giúp con đi mà, con lâu đợi người có một lần nè. Thôi đây đây, ta nói mày thiệt ta miễn cưỡng lắm á tà. Nhưng mà phải chi mà má con còn sống á, mấy cái chuyện này là đỡ cho ba biết bao nhiêu. Ủa ba chưa tới 6 giờ mà đi sớm gì ba? Thay ô. Phải thay ô thôi. Dân chơi suốt quảng mà con. Một ngày là phải 3 xét ô, mà mỗi ô là phải 7 xét cầu vàng. Đó, phải chơi nữa thôi. Mi không biết gì trẻ mà u tối. Dạ, bị quá. Ngon quá ha. Ngon. Tối ngày cái người uống rượu không à? Bà sao? Tôi đâu có uống thường đâu. Khi nào mà thiệt là buồn hoặc là thiệt là vui tôi mới uống mà thấy không? Lúc nào ông thiệt là buồn đâu? Thì lúc nào không có bà hay tôi buồn. Vậy lúc nào ông thiệt là vui? Thì lúc nào có bà hay tôi vui. Vậy ông có lý do để uống quanh năm suốt tháng không? Uống tối ngày. Bà sao? Chỉ có giỏi chửi tôi thôi à? Mà Lan nè. Dạ. Nghe bà nói nè, ba thấy cái thằng đó là không có được đó con à. Sao vậy ba? Sao vậy là sao? Đi qua hỏi cưới con gái người ta mà sai xỉn, mặt mày đỏ gai, chân nọ đá chân kia. Thì tại vì anh không xỉn thì sao anh cưới con? Sao kỳ vậy? Không, ý con nói là tại vì anh nhát đó ba. Anh nhát thì anh phải uống một chút xíu rượu để lấy can đảm á. Ồ, nó nhát hả con? Dạ. Ồ, nhát ma đó hả? Nhát. Nhát mày dẫn mày đi cả đêm, nó không thèm nói tiếng nào mà nhát. Nhát ao thì có.
Thì con đi chơi bạn bè vui quá đi, thì lúc đi có đông người, thì có đông người chứ có đi có một mình đâu mà ba má sợ mới không cho con đi. Đông người lúc đầu á thì một nhóm, rồi sau đó chia ra nhóm nhỏ. Ba cái vụ đó đó có giường chiếu nó biết thôi con à. Tao với má ở nhà làm sao biết được ba cái vụ đó. Má đã dạy con bao nhiêu ngàn lần rồi con, chưa cưới chưa hỏi thì cái quan hệ nó phải trong sáng. Má này má không nghe con gì hết, con nghe má lời má dặn mà. Má biết không, mỗi lần mà ảnh hẹn cái con á mà ảnh toàn hẹn trong bóng tối không à. Nó hẹn vô tối rồi làm cái gì mày? Ảnh làm mà ảnh không làm gì hết trơn á. Thiệt, bà nói cho con nghe, nó là đáng con đáng cháu, qua tới bên này nói chuyện với tao mà mặt mày đỏ gai, thấy là không ưa rồi đó. Ba, ảnh không có biết uống rượu đâu. Để má nói cho con nghe, đành rằng con gái lớn lên thì phải lấy chồng, nhưng mà đừng bao giờ lấy thằng chồng nhậu nhẹt nghe không con? Đúng rồi đó con. Sao vậy má? Thì mẹ không thấy cái gương trước mắt mày đó hả? Con lấy thằng chồng nhậu nhẹt đó ha, thì nó chỉ ẩm con vô phòng có cái đêm tân hôn thôi, còn từ đó về sau là con phải ẩm lại nó. Bởi vì khi mà nói ba má đêm tân hôn con ẩm thôi. Tao ẩm má mày. Rồi thì sao? Những cái đêm sau thì sao? Tôi đâu có biết. Thì xỉn quá rồi, biết gì nữa. Thì tao ẩm ba mày vô. Đừng có giận con. Coi ai vậy con? Trời má, ba ơi, anh Tạm dẫn ba anh tới đó. Má chuẩn bị giùm con nha. Má đừng ăn hiếp ba nữa nha má. Ra mở cửa đi nha. Má nhiều quá. Làm còn ông, gì không biết. Nhậu nhẹt quay hay. Để qua bên đi, khách tới rồi. Dạ, tôi mời bác vô nhà chơi ạ. Trời ông ơi, mới nhắc là tới liền á. Giống con công quá ông ơi. Dạ, chào hai bác. Dạ. Thưa, đây là ba của con. Dạ. Còn đây là ba má của Lan. Ba má của Lan nghe. Chỗ anh chị ngang tờ nhát anh chị hùa. Dạ. Mà trừ mới có dịp tới thăm anh chị cho biết á. Mỗi giờ ngồi chơi anh. Dạ, mời ngồi. Trông anh cũng lịch sự quá ha, giống y như cháu Tài á. Cảm ơn anh, chị nói chuyện cũng vui, y như cháu Loan nè. Ngồi. Dạ. Ngồi trên này cứ ngồi. Dạ, thưa hai bác, hôm nay con đưa ba con tới đây, trước là để cho hai bên biết nhau. Dạ, sau đó con xin phép hai bác, con xin phép được dẫn Lan ra ngoài phố mua ít đồ. Cậu Tài thiệt là biết điều ghê hả? Dạ. Đi chút xíu là xin phép mà. Mà đi nguyên đêm hả? Không nghe nói năng gì trơn. Xin phép ba cho con đi chơi với anh Tài chút xíu. Ba. Đây. Ba ở lại nói chuyện với hai bác. Con yên trí đi ba, nói chuyện là con yên trí khổ lao luôn. Dạ, con chút xíu con trở về liền nghe ba. Đông qua đây. Đây. Dạ, bác ở nhà chơi con xin phép bác. Phở con, ông chô ấy, chô. Dạ. Ê, thời buổi này, đẻ con gái ra mắc công lo anh, chẳng có lợi lộc khỉ gì trơn á. Ôi, lo cái chi anh ơi, có cái chi đâu mà phải lo anh. Lo chứ sao không lo anh, tôi chỉ sợ á, ba cái tụi mà cô hồn cắt đảng nó dụ dỗ đó anh à. Dạ. Phải không bà? Tôi thì tôi nghĩ... chưa chết đứa môn, dụ đứa môn. Bởi vì mình mới nghe cái câu đàn bà đẻ ra đàn ông. Dạ. Hồi nó nhỏ đó, nó dễ thương lắm. Tôi nghĩ là cuộc đời tôi đó, sống không có thể nào mà không có nó. Đúng, chị có công này là đúng không? Dạ. Bây giờ nó lớn rồi, tôi mới thấy rằng cuộc đời của tôi không thể nào mà có nó. Trời ơi, đơn giản, vô cùng đơn giản luôn. Rứa thì gõ ăn cho rậu. Là tại vì thì tôi nói chị nghe, có con gứa là như hũ mám treo đầu giòn. Mình gõ sớm chừng mô tốt chừng nấy. Chứ để rồi nam ba nam nữa cái lớn lên cái lỡ thì rồi cái tội nghiệp hán mà cũng tội nghiệp cho anh chị nữa. Dạ, cảm ơn anh lo cho vợ chồng tôi. Nhưng mà tôi cũng phải lựa cái chỗ đàng hoàng lịch sự, không có ăn có học đàng hoàng phải không bà? Chứ còn để ba cái đám mà
cà chớn á bà. Thà tôi để con Lan á làm mắm còn sướng hơn á, phải không bà? Ông nói đúng. Ông ý ông đó, nếu mà phải làm xui với những cái loại người mà thiếu tư cách, không biết dạy dỗ con cái đó, thì tôi thà là chết dinh hơn là sống nhục. Trời ơi, à, hay. Lâu lắm rồi tôi mới nghe bà nói một câu nghe hay như vậy đó bà. Hai hết thơ người ai ơ cũng hai hết. Chồng sướng vợ quá, hai hết thơ. Tôi nói thiệt với anh chị, nhiều khi ở bên đây rồi á, trừ con cứ lớn lại muốn lồm chuyện lồm nè. Mình là tại vì mình thương con thôi. Thiền tờ tướng nó tôi tới chỗ mô thì rón cũng miễn cưỡng tới chỗ nó. Tới để làm chi? Tới để tìm hiểu coi nếu mà cái gia đình đoàn hoàng mà lễ vô thì hổ cưới cho con mình. Còn gặp cái thứ bà trợn mà thứ mà mắc nét hư thân thì thôi xin lỗi anh chị cho không cũng không thèm. Thèm chứ đâu có được đâu mà thèm. Đúng rồi bà. Tôi nói anh chị nghe thông cổm, con trơ á. Thì lúc mô cưới vợ không được, không cưới đứa ni thì cưới đứa tê. À, đâu phải như con gớ đâu mà sợ ấy. Miễn rang mơ ước có đứa cháu nội ẩm là vui rồi. Anh à, hồi nãy anh có nói con gái bây giờ nó ghê gớm lắm phải không anh? Đúng câu nữa tôi nói đó. Vậy thì đứa cháu tương lai của anh đó, chắc gì á nó là con của ông Tài đâu mà anh cho nó là cháu nội của anh vậy ha anh. Đúng quá nhà. Còn tôi nè, con Lan á là con gái nhà tôi, thấy không? Nó lấy ai á tôi bất kể ha, nhưng mà tôi biết chắc rằng đó là con của con Lan nó đẻ ra thì đó là cháu ngoại của tôi rồi, phải không bà? Tôi đồng ý với anh quá chừng. Anh nói đúng, nhưng mà chắc chi con Lan đó là con của anh không? Ông nói gì? Không phải con ổng, con của ai? Không lẽ con ông? Cái gì vậy? Thiệt sự không biết à. Hèn chi, hồi nãy giờ tôi cũng đâm ra nghi ngờ. Tôi thấy con Lan nó giống chả nhiều hơn tôi đó bà. Anh nói gì vậy? Nhưng mà anh nè, nghe cái giọng của anh á, chắc gì chứ thằng Tài là con ruột của anh. Đúng không bà? Thú thiệt với anh chị, con tôi không phở con tôi, cái chuyện đó tôi cũng không thành vấn đề. Miễn tôi biết là vợ tôi đẻ nó ra rồi tôi thương nó rất là đủ rồi. Cần chi vợ thích cho mắc công nè. Vô đi. Vô đây. Con. Vô đây nè anh. Vô đi. Vô đi vô phòng nè. Cho anh nhìn cái coi. Đừng, thôi, không cho coi. Sao vậy? Thì để chờ đến đám cưới em cho anh coi. Trước sau cái gì cũng là của anh mà. Thì cho anh nhìn cái có sức mẻ gì đâu. Thôi em nói là chừng nào đến đám cưới á, em cho anh coi. Thôi mà cho anh coi. Ôi, coi kỹ quá à. Đồ quỷ. Không coi phải không? Ờ. Nè, coi đi. Thấy sao? Được không? Cái này được không? Hơi dài anh ơi, cái này hơi dài. Trời ơi, con gái bây giờ tao thích dài lắm. Nhưng mà cũng được. Thôi, dài còn hơi ngắn. Cái này chỉ đặc biệt dành cho em thôi đó nha. Cái gì vậy? À, đã quá à. Em sợ chật á. Thì em phải thử mới biết chứ. Đâu, dở chân lên. Để anh xỏ vô coi. Sao mà bự quá vậy? Ui da, đau. Không sao. Ui da, đau quá anh ơi. Mới đầu nó còn đau vậy. Chừng thời gian sau da nó giãn ra.
cũng chừng sợ rộng nữa đó em. Chật quá. Sao? Thấy sao? Thích không? Em hả? Đã ghê. Anh chị có cần giải quyết cái chuyện chi riêng tư rồi cứ tự nhiên vô phòng tôi ngồi để tôi chờ tờ cũng được. Mời anh uống nước. Dạ mời. Cảm ơn anh, cảm ơn anh để khóc chơi. Rang, trừ anh chị có chịu gõ con lon cho ông tờ nhà tôi không hay? Nếu mà anh chị bàn làm á thì mình nói chuyện tiếp, còn không á thì tôi về. Dạ. Rang, anh chị tính Rang tính lẹ. Dạ thưa anh, tôi đồng ý anh. Dạ thôi để tôi coi kiếm cái ngày tốt rồi tôi báo cho anh biết. Trời ơi, thầy chưa co mà Rang cái mặt chị nhan dữ đó. Ôi, cứ đồng ý rồi ha. Dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ. Tờ đông vô ri. Ok. Chết mày nè. Chết mày chưa? Anh Sơn ơi. Anh Sơn. Ôi trời ơi. Trời ơi, có bầu có bị thì nằm ở nhà nghỉ đi, ra đây làm gì? Mà coi nè, đường xình đê trơn trật. Đuổi mà chợt té một cái lọt con tôi ra ngoài sao bà? Trời ơi. Anh cũng biết vợ anh có bầu nữa sao? Em coi em kìa. Cái bụng mà thè lè gì nè. Đi cái xé gió cái bụng đi trước. Bà đừng nói tôi, cái trâu bò nó nhìn nó còn biết bà đang có bầu nữa. Vợ anh nó nghe, mang bầu, sắp tới ngày sanh rồi, mà anh đi tối ngày. Tôi hỏi anh đi với con nào, anh nói tôi nghe coi. Thì đi với con trâu, đi con nào? Con trâu? Ừ. Con trâu nhà ai, con trâu nào? Thì con trâu, trời ơi, thì đi cài, đi với trâu với bò chứ không lẽ là đi với em. Đi với trâu á, đi cài. Sắc, tôi hỏi anh, tôi á nghe, tôi sợ anh không đi theo con trâu mà đi theo con ngựa nào đó chứ. Trời ơi, ngựa đâu mà ngựa không biết nữa à. Em sao hay ghen quá, ghen bóng ghen gió không à. Đừng ghen. Tôi làm gì mà nói tôi ghen bóng ghen gió hả? Chứ còn gì nữa. Anh đi cài từ tờ mờ sáng tới giờ luôn à. Ra đây gặp người ta làm việc mệt nhọc gì, không biết lại nói câu gì cho ngọt ngào chút xíu. Còn nói hành nói tỏi anh nữa. Tôi ra đây tôi thấy anh có cài gì đâu hả? Anh nói cho gì vậy? Anh đang đi xô ếch chứ bộ. Vợ này ếch đâu mà xôi, trời đất ơi. Không ếch thì chọt mấy con chuột, chuột đồng nó phá quá trời chuột luôn. Chuột đâu, bởi vậy nghe chạy. Nghe, tôi á hả, không có tin anh nổi đâu nghe hả. Tối hôm qua hả, anh về trễ hả, mà tôi còn bắt quả tang hả, có còn bóp, cộng tóc dính sau lưng anh là sao, anh nói tôi nghe. Trời ơi, tối hôm qua là nói nguyên một đêm rồi, tóc ở đâu mà tóc, đó là lông của con trâu, mẹ ơi. Con trâu, à. Con trâu mà sao nó quăng? Không lẽ con trâu nó điên cái tóc này trời. Trời ơi, thì lông con trâu nó muốn quăng chỗ nào nó quăng chứ, làm sao nó bắt thẳng được. Mà anh hỏi em nè, giờ tóc đi, con nhỏ nào có cái sợi tóc giống như cọng kẽm vậy? Lông đuôi con trâu chứ, tóc nào giống vậy? Con nhỏ nào tóc giống vậy ông nội không dám thương nữa. Tôi không có tin anh nổi. Tôi không có tin anh nổi rồi. Bởi vậy, ngày xưa ông bà mình có nói mà, hả? Đừng có nghe quân tử ý ồm, hả? Mà rồi có ngày ẩm có một mình. Con ơi con không cha rồi con ơi. Coi kìa, đàn bà thai nghén sắp sinh, vừa ghen vừa dữ, chàng tin không bằng à. Hả? Giờ anh cứ dám nói tôi là chàng tin nữa phải không? Chàng tin nói dữ thôi à, chứ chàng tin đâu có vừa dữ vừa ghen như bà vậy. Trời ơi là trời, trời gõ xuống mà coi nè, trời ơi trời. Hồi xưa anh coi, anh kêu tôi em này em kia, tướng tôi ngày xưa tôi nhớ nó mi nhon lắm, đâu có như bây giờ. Anh coi bây giờ tôi quen anh một năm thôi, bây giờ anh coi cái bụng tôi thè lè ra vậy, giờ anh sao nói với tôi phải không? Trời, tôi đánh con anh. Ê, tức quá. Ê, ê,
Trời ơi, tụi mình đẻ. Trời ơi, tụi mình đẻ luôn. Bà con làm sớm ơi, vợ tôi đẻ rớt à. Ê, đừng có la. Tôi nên giỡn thôi mà. Ê, nói giỡn hả? Mốt đừng giỡn chữ này nữa mà làm tôi hồi hộp quá. Chưa hả? Không sao. Thôi em làm anh hết hồn rồi. Thôi chứ cũng xế chiều rồi đó. Anh đi về với em nha. Về hả? Về, về. Từ từ nha. Coi chừng té lọt con ra ngoài á. Chiều là chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi. Dù mến mong nắng mưa cùng nhau góp công, một dòng sông ngước xuôi ngược hai mái chèo. Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông. Thương mến thêm mặn nồng, chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu nhau, xây đắp mộng mãi sao. Soi bóng bờ ao, đây nắng đẹp quê ta, đây môi tình nở hoa. Giang tiếng cười gần xa, lòng người phơi phới sống như chàng hoa. Đường chiều bờ đê lúa vàng ta gánh về. Giờ trong quê đôi gái trai cùng nhau ước thề, gia đình vui về niềm hạnh phúc đến tận trời mây. Như bức tranh tuyệt vời. Đồng quê nó ấm muôn đời. Ủa, nó đi về sao chưa đi về còn ở đây làm gì? Về sớm làm gì? Bữa nay mà có đi về sớm mà hai vợ chồng mình cũng đâu làm gì được. Chứ anh ở lại đây để làm gì? Còn mớ công chuyện chưa xong, với tính chọt mớ chuột đồng lát nữa về chiên muối xe ớt hai vợ chồng mình ăn. À, tôi biết. Thì ra anh hẹn với cái con nào ở đây. Tôi sẽ ở lại đây luôn. Trời trời. Tôi coi con nào dám cả gan hò hẹn với anh. Tôi coi con nào dám giật chồng tôi cho biết. Em đừng làm xấu anh nha em. Không có xấu đẹp gì hết trơn á. Tôi sẽ dặn mặt nó ra ha. Tôi sẽ nói cho nó biết anh là chồng của tôi. Tôi á sắp sửa làm mẹ của anh rồi. Tôi sắp sửa làm mẹ của con anh. Ừ được. Tôi á nghe. Trời tôi tức lắm. Ê, đủ rồi đủ rồi. Đủ rồi. Giái trời giái Phật, đừng có con mẹ nào đi ngang qua đây à. Có mẹ nào đi ngang qua đây bà tưởng bồ tôi bà dám bà xé xác tôi ra tôi lắm mà. Thề với anh nghe. Tôi mà bắt gặp hai người là tôi sẽ băm 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 nhừ nhuyễn hai người ra cho vịt ăn. Bảo đảm khỏi mắc cổ. Trời trời trời, em làm gì mà chưa có gì hết trơn, em làm gì dữ vậy em? Tức quá rồi. Làm gì dữ vậy? Sợ hả? Sợ á thì đừng bắt chước người ta mèo mỡ gà đồng. Trời ơi, mèo mỡ gà đồng người nào đâu, biết nói bậy bạ không à. Anh còn chối nữa. Tôi nói cho anh biết nha. Gì nữa? Tôi để ý lâu lắm rồi. Gì? Sáng anh ra đồng, anh lạng bên này anh cười cái. Anh lạng bên kia anh đá lâm nhiên cái. Tôi cấm anh nha. Thẳng một đường mà đi à. Trời ơi, đường ruộng nó cong cong quẹo quẹo, nó thẳng đường đi có nước là lội ruộng người ta đi á. Thì đi thì cứ đi, ngó tới ngó lui làm gì. Ê, không ngó tới ngó lui là chợt té thấy màu tổ làm sao. Anh lẻo lự giỏi chói lắm hả? Tại sao hôm nay đi cài mà bận cái quần mới? Trời ơi, chứ quần cũ nó rách cái đáy. Em bắt anh bận quần đó rồi người ta thấy anh người làm sao. Rách thì cứ rách, có ai nhìn đâu mà sợ. Trời ơi, em vừa vừa phải vải đó nghe em. Quần rách phải giá lại cho người ta. Không giá lại đi ở ngoài đường gió thổi bay qua bay lại người ta thấy thì sao. Còn nữa, chưa hết đâu. Gì nữa? Chứ tôi hỏi anh, nửa đêm anh đang ngủ với tôi, cái anh lò mò đi đâu à? Đi ra bụi chuối sao hè chứ đi đâu. Anh ra đó làm gì? Anh gặp con đó phải không? Con nào? Thì có con đó chứ con nào. Trời ơi, con nào đâu con. Có nước mấy con cá dồ dưới ao thì có. Làm sao tôi biết được là con cá hay con chim? Ừ. Em vừa phải thôi em. Từ rày về sao nha. Tôi cấm anh á, nửa đêm không được ra sao hè.
Trời ơi, em cấm anh vậy rồi lỡ nửa đêm anh mắc rồi sao? Mai mốt có mắc, sáng mắc, tối không được mắc. Trời ơi, lỡ tối thôi rồi, kiểu này mai mốt đi ngủ chắc phải cắt lá chuối lót sẵn dưới giường quá. Mà còn nữa, tôi hỏi anh tại sao nửa đêm anh ngủ anh nằm chim bao nu ao ớ nói vậy? Thì nhiều khi gặp bạn bè nói chuyện sao? Nói chuyện gì? Con trai con gái đó? Con trai bạn trai. Làm sao tôi biết được trai hay gái? Mà có nhiều khi cũng là bê đê nữa không chừng. Trời ơi, em vừa phải thôi em. Gì dữ dội vậy? Từ ra về sao tôi cấm anh không được nằm mơ nữa nghe chưa? Thôi được rồi, con lại mẹ. Con hứa với mẹ là từ nay về sau con không dám ngủ nữa. Không ngủ là không có nằm mơ, chắc ăn. Vậy mới phải là chồng của em chứ. Sao, giờ về được chưa? Được, về. Chết con rồi má ơi. Chiều là chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi. Mong mãi sao bên mái nhà trên một hàng dừa cao soi bóng bờ ao, đây nắng đẹp quê ta, đây môi tình nở hoa, giang tiếng cười gần xa lòng người phơi phới sống như chàng hoa, đường chiều bờ đê lúa vàng ta gánh về. Everybody groove to the music, everybody jam.
Hey, you, you. Ông là ảm đi gồm. Bố đi tò. Tạc cô bèo. Chết mẹ, thấy Việt Nam. Rồi xin nhà. Đi. Hey, hey, you, you. No, Việt Nam. No, Việt Nam. You, you. Mi, Việt Nam. Vô Việt Nam. Trời đất ơi, mi Việt Nam. Chị làm tôi hết hồn à. Tại vì nhìn ta nấy chói sáng quá, nhìn cái mặt ta nấy giống y chang bù ri tò cho nên tưởng mẹ. Trời ơi, còn tôi nhìn chị tướng chị tưởng trong Campuchia. Trời đất ơi, đồng hương gặp vui quá. Trời ơi, ở đây kế bên này cả tháng nay rồi mới biết kế bên nhà có Việt Nam nha. Đâu có biết đâu, hồi đó giờ đâu thấy ông anh. Đâu có thấy, tôi nói chị nghe. Tôi đang tập thể dục á. Dạ. Tôi nghe cái mùi gì nó thủng. Đâu cái mùi gì hay vậy? Cái mùi của bà chị. Cái mùi mắm của bà chị. Nói thì nói cho rõ ràng nghe. Mới gặp nhau mà nói cái chuyện nghe dễ mít lòng quá là. Mùi đó mùi mắm. Còn tôi, mùi tôi là khác à nghe. Đã lắm đó nghe. Đừng có đụng chạm đây nghe. Đây nè, dân băng đảng thứ thiệt đó. Đừng có nói mít lòng à. Trời ơi, bà chị dân băng đảng hả? Ừ. Băng đảng chị cỡ nào vậy? Trời đất ơi, thế này băng tôi ha, cả chục đứa vậy đó. Dữ gì đó? Một đứa đó, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Còn 9 đứa kia đó, lớn hơn tôi tới mấy tuổi lận. Trời ơi, vậy chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 chẳng. 70 tuổi rồi? Ừ. Rồi, tôi biết băng chị băng gì rồi. Băng chi? Băng si cà que. Trời ơi, hơi đơ nghe. Nè nè. Cái gì? Giang hồ gốc nè. Giang hồ gốc. Giang hồ gốc hen. Hồi trẻ đó. Nhìn là biết liền à. Sao vậy? Chắc hồi nhỏ không đi học, lớn lên bỏ đi giang hồ hen. Nói cái còn nói sốc không à. Tôi nói thiệt cái chị nha, hồi trẻ đó. Ừ. Một mình tôi chấp 20 thằng á nha. Trời ơi, rồi kết quả ra sao? Kết quả hả? 20 thằng đi vô bệnh viện hết. Quýnh gì mà quýnh dữ vậy cha nội? Đâu có quýnh đâu. Tôi đâu có quýnh tụi nó. Tụi nó quýnh tôi. Rồi sao rồi đưa vô bệnh viện? Cuối cùng tôi xỉu. Rồi 20 thằng mới đưa tôi vô bệnh viện hết. Vậy ha, mà tự nhiên đâu một mình chấp 20 thằng chi vậy? Thì hồi trẻ mà cũng tội bị cái tội giành gái. Gặp chị vui quá à. Vô duyên quá à. Nhìn cái mặt ông anh đây nghe. À. Ta nói cái miệng mà nó cong dảnh lên vậy nè. Tôi nghĩ chắc hồi trẻ chắc bốc hốt dữ lắm à. Bà chị. Cái gì? Nói kỳ nha. Tôi bốc hốt ai kệ tôi chứ. Bộ bà chị không được tôi bốc hốt, bà chị tức á. Ê trời nè. Trời ơi, đừng có bất lịch sự trước mặt phụ nữ nghe. Trời ơi, vậy là thôi đúng rồi. Nhìn cái mặt thằng cha này chắc hồi nhỏ nghe. Gầy chả chắc bèo nhèo với chả dữ lắm. Nhảy vô đâu mà nói chuyện trời hồn như thế này nè. Chị. Tôi bèo nhèo với ai kệ tôi. Bộ bà chị không được tôi bèo nhèo, bà chị tức hả? Thôi. Không nói chuyện nữa. Trời đất ơi, ai đâm văng tôi tót tôi đi. Ê, chị. Nãy giờ gặp chị Việt Nam tôi mừng người chết, giỡn chơi chút xíu rồi chị không chịu nói chuyện thì thôi chứ chị làm gì chị đồ quăng tôi. Cái gì quăng? Chị mới nói đồ quăng tôi đâu á. Trời đất ơi, ông anh ơi. Đừng có nói bậy nói bạ nha. Nãy giờ là tôi nói tiếng Mỹ. Ý là tôi nói ai đông quăng tu tót tu du là tôi không có muốn nói chuyện với ông anh nữa. Nói chuyện với ông anh sao nghe sao nó trái cái lỗ tai quá à, biết không? Qua lâu ba rồi mà sao tiếng Mỹ không biết gì hết trơn, cái tụi vậy. Trời ơi chị ơi, mới qua có 1 tháng à. Con nó lãnh qua đây chơi du lịch. Trừ đã rồi về. Hèn chi trời ơi, đâu hèn chi, thấy nghe là biết không rành gì hết trơn rồi. Còn đây nghe, con bảo lãnh đi ta nói lâu lắm rồi. Rành ở đây lắm rồi. Ủa, thì ra là chị qua đây lâu rồi hả? Quốc tịch 6.5 nay rồi. Trời ơi, vậy hay quá chị ơi. Cái gì? Trời ơi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó nha. Lâu quá không gặp bạn già. Không mấy chị cho tôi qua chơi chị xíu được không? Trời ơi, cái gì? Hả? Không. Hả? Qua chơi, hỏi thăm kinh nghiệm cuộc sống bên Mỹ nó làm sao mà. Mỗi người một kinh nghiệm khác, bắt chị hỏi. Thôi mà, kiếm một người để tâm sự đâu phải là dễ đâu chị. Thôi, cho qua chơi xíu đi. Hỏi thăm chút xíu chuyện mà. Thì qua
Vậy chờ tôi chút xíu nha. Có nhiêu thôi mà cũng suy nghĩ nè chị. Ôi trời, chắc hôm nay là ngày kỵ của mình hay sao? Mời chị. Trời đất ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, xin lỗi nha. Sao vậy? Hết hồn à. Bị quên mang kiến mát sao nó chói lòa hết trơn vậy? Ủa, sao vậy? Ông anh trời ơi, tuổi tác rồi nó già, mặt nó thòng xuống hết trơn, mặc cái bộ đồ chứ mà cái màu rực rỡ vậy. Tôi nhìn ba chết ba nhám tôi tưởng nó cùng bà với cái nồi mắm của tôi đó. Chị suy nghĩ sai rồi. Chính vì mình già cả như vậy nè, phải mặc đồ sao cho nó tươi trẻ lên, nhìn thấy mới trẻ. Chị, có vậy? Tuổi rồi mặc đồ gì mà đen thù lùi tối thui, nhìn không bốc chút xíu nào. Trời ơi, làm cái gì mà ông anh gì mới từ hàng rào bên kia mà bước qua bên đây mắc cái chi mà chơi nguyên tài sản lên người mình vậy? Gì tài sản vậy? Kìa, đôi vàng khe đó. Có gì đâu, ơi có 6 lượng cái gì nữa cả tài sản nè. Vàng 9 số 4 đó nha. 9 số 4? À, không, dạ 4 số 9. 4 số 9 nó lộn mà 9 số 4. Đây vàng lá hay không? À, nhà chị sân cỏ xong nó rộng dữ rồi nha. Của con không hà. Mà tôi nói thiệt chị nha, bên Mỹ mà sao mà chị mà trang trí cái sân giống như bên Việt Nam mà chị. Vậy nó mới đỡ buồn chứ. Gì đỡ buồn? Cứ gì vậy? Cái gì vậy? Chị trồng bên kia rau gì vậy chị? À, rau lan. Trời đất ơi, cái chỗ đất đó mà chị trồng rau lan. Ừ. Chị làm ơn nha, chị trồng dùm tôi nha. Cây nho làm tôi, mà nho Mỹ á, nó mới sang. Trời đất ơi, nhớ không? Nho Mỹ là nho sao vậy? Trồng rau lan. Còn cái bụi gì vậy? Cái bụi gì vậy? Ờ, cà pháo, ngon lắm đó. Trời ơi, nghe chị nói cà pháo tôi nổi da gà. 60-70 năm ăn cà pháo ngán gần chết, qua đây nghe chị trồng cà pháo nữa. Cái chỗ đó chị làm ơn, chị trồng tôi một cái cây cam. Cây cam sạch nha, phải là cam Mỹ á, nó mới sang, nhớ không? Đó, còn đằng kia, đất khoảng trống chị tính trồng gì vậy? Tính trồng sầu riêng. Xong sầu riêng chi ngay đường đi vậy? Ờ, ai đi qua lại nói nhiều sầu riêng nó rớt xuống đầu cho nín bớt. Chị vương cánh quá. À. Nhưng mà tôi nói chị nghe. Ừ. Nói gì thì nói, tôi thấy chị nha. Ừ. Chị có vậy mà được sống ở đây luôn thiệt là hạnh phúc á. Sao hạnh phúc? Tôi nói thiệt với chị nha, tôi thấy hình như cái tuổi già như mình ở đây á. Ừ. Sống ở đây lâu á, càng lâu thì cái tuổi thọ nó càng dài chị ơi. Rồi. Ừ. Được. Ừ. Đúng. Vậy chứ ông anh cứ sống luôn miệt mài như tôi ở cái xứ này nha. À. Để coi là cái tuổi già nó dài hay nó ngắn à. Ủa, chị nói gì kỳ vậy? À rồi đó sẽ biết liền à. Trời ơi, coi chừng chị bớt chụp tôi cái nồi mắm. Chết cha, coi chừng nó cặn á. Bây giờ đó. Đi qua tới Mỹ rồi mà ăn mắm sao. À. Chị. Cái gì? Chịu khó đi. Chịu khó tập ăn đồ Mỹ đi như tôi nè. Mới con tháng thôi tôi qua đây tôi ăn toàn đồ Mỹ không? Toàn là ăn McDonald's không á. Cái gì? Ông anh mà đòi ăn cái gì mà Madonna với Michael Jackson ăn gì ngon dữ vậy? Lộn. McDonald's. À trời đất ơi. McDonald's với Madonna tôi lộn hoài à. Vậy? McDonald's. Ờ. À. Không mà đâu có nặng mùi giống như vậy đâu. Thôi thì ông anh muốn ăn Madonna hay ông anh ăn cái chi thì ăn, nhưng mà tôi là phải ăn mắm. Ăn mắm như vậy đó nó mới đỡ cái nỗi buồn xa xứ. Em thấy ghê vậy chị? Đây nè ông anh. Ông anh nhịn dày hên, nhịn dày mà không thấy buồn sao? Gì? Ta nói nhà tôi nha, bếp nó rộng ơi là rộng vậy đó. Mà nấu nướng phải mang ra ngoài sân nấu. Bị nấu trong nhà mà nó có mùi chút xíu đó, về nè, dâu nó la, rồi con nó nhằn, chịu gì nổi. Trời đất ơi, chị nấu cái nồi mắm nè. Tôi ở nhà kế bên cách xa 1 thước, 2, 3 thước kìa, chịu không nổi không chi con chị. Tôi hỏi chị nguyên cái nồi mắm chị để trong nhà. Mà nhà cửa bên Mỹ bít bụng vậy ai chịu nổi. Nhưng mà nó là mùi vị quê hương. Trời đất ơi, mình sinh ở đâu, mình đẻ ra ở đâu chứ. Bởi vậy tôi nói cho anh nghe, nhiều khi chiều đông lạnh giá đó, mà tôi ngồi cái nồi mắm ở ngoài sân vậy nè, tôi vừa nấu mà nước mắt vừa rơi lã chả vô cái nồi mắm. Mà tôi nhìn vô nồi mắm tôi nhìn thấy con đò nhỏ với bến sông xưa ở trong cái nồi mắm đó. Trời ơi chị làm giống như Trương Chi với Mỹ Nương. Trương Chi, Mỹ Nương nhìn vô cái nồi mắm mà thấy nhớ Trương Chi. Thôi chị ơi. Cái gì? Mình á, con cái mình nó sống ở xứ nào thì mình theo cái xứ đó.
dầu gì đoàn tụ vẫn là hơn. Không, nhưng mà tôi thấy tôi sống không nổi rồi. Gì không nổi? Nhìn cái thân phận tôi vậy tôi thà nghe. Gì? Thà mình vẫn còn ở bên Việt Nam đó. Con mình nó là Việt Kiều. Lâu lâu rồi nó dẫn nguyên một đoàn về. Mình vừa vui vẻ mà mình vừa... Vừa chảnh đúng không? Ngủ lắm nhất. Tự nhiên con Việt Kiều tự nhiên chảnh là chảnh làm sao? Chảnh sao không chảnh? Tôi nhớ hồi tôi còn ở Việt Nam á. Tết nhất nó dẫn con cháu về thăm tôi nha. Trời ơi nó đã lắm trời ơi. Cả làng cả số bu ra mà coi vậy á. Tôi bắt nha, tôi bắt tụi nó đó nha, đi chào từng xóm, từng nhà trong xóm á. Đứa vậy nào hả? Đứa nấy nó sức dầu thơm, thơm phức à, đã lắm. Còn mấy đứa cháu nội, cháu ngoại tôi hả, tôi cấm mà nha. Cấm cái gì? Tôi cấm là không được nói tiếng Việt nha. Trời, tiếng mình không nói, nói tiếng gì? Nói tiếng Việt chi? Mình đang bước Mỹ về, bắt tụi nó nói tiếng Mỹ, cho hàng xóm lén mắt chơi. Vậy sao không cảnh, sao cảnh? Chà, nhìn ông anh vậy... Thấy coi bộ hạp với cái xứ này á ngang. Hạp sao không hạp? Tôi nói thiệt với chị nha, tôi chưa thấy một cái xứ nào mà nó giàu như cái xứ này hết. Một cái xứ nào mà nó thông minh như cái xứ này hết. Tôi đi tới đâu nha, trời ơi cái xứ gì nó thô. Cái gì? Bớt cái lò mắm. Tôi chết rồi, trời ơi. Tôi nói chị nghe, chị đừng có buồn cái xứ gì, xứ này hết. Tôi hỏi chị nè. Cái gì? Bên Việt Nam á, mình cài cả đời á, nhiều khi cũng không mua nổi chiếc xe Honda nữa. Mà tôi thấy nha, mình qua bên đây nhiều nhà mới có mấy tháng à, chồng chiếc xe hơi, vợ chiếc xe. Cái gì? Qua tới đây nghe mùi mắm đã rồi, cái mùi dầu của chị chịu không nổi. Chị ơi, vậy nó mới ấm cái cổ ông anh rồi. Kể tiếp cho tôi nghe. Tôi nói chị nghe ha. Một cái gì vậy? Chó nhà ai sủa vậy? Ông anh có ăn thịt chó không mà sao chó nó nghe hơi hám nó sủa dữ vậy cha nội? Qua đây có thèm mùi đó quá nhưng mà chưa có dịp ăn. Vậy ha. Nghe. Không, qua bên đây á, chồng chiếc, vợ chiếc, con chiếc xe hơi, cháu chiếc xe hơi, đã không? Xứ nào mà sướng bằng xứ này không? Đúng rồi. Quay à? Chồng chiếc, vợ chiếc, nhiều cái nhà đó, nó có 10 người, nó mua 10 chiếc xe luôn. Rồi sáng sớm ra ngang, nó tẻ ra 10 hướng gì nó đi, nó cài. Từ sáng đến tối thì nó trả tiền xe, rồi nó bỏ mình một cục ở nhà cô đơn buồn thảm với cái nồi mắm vậy đó. Ông nghĩ coi tự vui hay buồn, vậy tuổi thọ nó dài hay ngắn chứ. Cái gì mà vui, cái gì mà buồn bá. Ở bên đây không có cái gì mà buồn hết á. Tôi nói chị nghe, chị ở nhà chị không có gì làm. Trò chơi điện tử, game boy. Cháu nội nó sống rồi, ở nhà tôi buồn bấm. Chơi game boy, mọi mấy mở tivi ra coi. Cũng thứ phim á, phim nào cũng có hết. Phim cao bồi súng Mỹ bắn nó trầm vậy đó. Trời ơi, còn này nữa, nói ra chị đừng có cười nha, nhưng cái mà gì? Tôi nghĩ đàn ông con trai ai cũng vậy thôi. Đào cine mi, đào trong cái cinema Mỹ á, mấy cái con đào cinema Mỹ ha. Mấy con tài tử Mỹ ha. Nó làm sao nhặt từ đó, con nào con nấy lông măng nó vàng mướt vậy ơi. Trời coi gì, em coi lông măng người ta vậy ông? Sao coi được tivi bên đây, còn thằng con trai của tôi nó sắm một cái tivi bự một cái trăm inch vậy á, lông gì còn thấy không chị lông măng. Ôi trời, ôi được dữ dịch nè, không mà trời ơi, đi vô đây lạnh quá rồi. Sao đi vô nhà lạnh quá? Sao lạnh hả? Ngồi đây nói chuyện với tôi xíu cho đỡ buồn chị. Ủa té ra ông anh cũng biết buồn hen. Không cũng buồn hen. Không, ý tôi nói đây là mình có bạn già với nhau, mình ngồi mình nói chuyện cho nó hiểu nhau. Chứ có mấy đứa trẻ nói nó không hiểu chị ơi. Đó, cái đó tôi cũng buồn nữa đó. Cái gì, sao chị, cái gì chị cũng buồn được hết vậy chị? Con cháu ta nó đi làm từ sáng đến tối về, ta nó vô phòng nó đóng rầm cái cửa, nó ấp lũng trong đó à. Nó không chịu ra, nó dòm mặt má nó gì hết. Nhiều tối nha, tôi tính tôi gõ cửa từng phòng một, tôi gom hết tụi nó về một chỗ. Rồi tôi ngồi tôi kể chuyện cho tụi nó nghe. Trời đất ơi, mấy đứa nít nó sanh bên đây không mà chị muốn kể chuyện gì cho nó nghe? Thì tính kể chuyện đời xưa cổ tích, chuyện bà Trưng bà Triệu này cho nó nghe vậy đó mà. Thôi đi chị ơi, mấy đứa nít đây nít Mỹ rồi, chị kể chuyện bà Trưng bà Triệu sao nó hiểu? Trời ơi, tôi dịch tiếng Mỹ. Gì? Tôi dịch tiếng Mỹ đàng hoàng. Trình độ sinh ngữ chị dỗ dữ vậy hả? Chứ sao, chẳng hạn như kể chuyện về bà Triệu đi. Bà Triệu rồi. Tôi dịch liền. Dịch sao? Talking about Missy Million là bà Triệu. Có tiếng Mỹ kiểu chị vậy, tôi nghĩ là no table. Cái gì cái bàn cái ghế đây vậy? No là không, table là bàn, là không bàn, là miễn bàn. Trời ơi, tiếng Mỹ kiểu chị vậy mà con cháu sao nó hiểu được? Vậy đó, nó phải hiểu chứ, nó cũng phải hiểu thân phận tôi chứ. Thôi, nãy giờ tôi nghe chị tâm sự rồi, tôi hiểu chị rồi. Vậy là con cái chị khác rồi.
tôi nghĩ tôi thấy tôi có phước quá chị ơi. Phước làm sao? Trời đất ơi, con cái nó hiếu thảo, từ con ruột tới con dâu rồi tới con rể. Vậy ha? Chị coi, mới sáng sớm mà con dâu á chở tôi ăn điểm sắm. Rồi. Đó. Cái rồi, chiều đi làm về đó, cái thằng con rể chở tôi ăn sushi. Trời ơi, cái thằng này nó hại tôi thiệt. Chị coi, sushi đồ bổ không à, mà nó bắt tôi ăn hết dĩa này với dĩa khác. Thôi về nha, máu chạy rần rần rần. Tới mức độ mà chị coi á, ngủ đâu có được. Tôi cứ đi vòng ở nhà, buồn quá không biết làm gì. Lấy cái tivi, bấm một cái mở lên cái, trời đất ơi, ngay cái đài nghèo. Trời ơi, chịu không nổi chị ơi. Còn nữa nha, cái này mới độc à. Cái thằng con trai út tôi á, nó giống tính tôi. Giống tính ông anh là giống tính sao? Tính quậy. Nhưng mà quậy trong vòng lịch sử nha chị. Từ hồi xưa tôi một thời nha, một thời quanh liệt đó nha chị. Vậy hả? Ừ. Sao nhìn ông anh giờ thấy hết quanh mà còn thấy liệt không à? Đừng coi thường nha, đừng coi thường nha. Chị biết sao không? Cái thằng con út nó dẫn tôi đi đâu chị biết không? Đi đâu? Một tuần nó dẫn tôi đi 1 lần. Đi đâu? Thôi chị đừng cười nha. Đi coi cái lương hả? Gì có cái lương? Cô Vũ sexy. Một tuần nó dẫn ông già nó đi coi Vũ sexy 1 lần. Rồi cũng một tuần chắc nó dẫn đi bác sĩ 1 lần đúng không? Sao chị biết? Bị lên máu quá phải đi bác sĩ chứ. Vậy rồi mà còn coi chi ba cái vụ ba ma quỷ đó vậy ông anh? Bởi vậy thương tôi. Công nhận nha chị. Công nhận gì? Đáng giá đồng tiền nha chị. Kiếm không? Không được con nào con lấy nha trời ơi. Tôi nói thiệt cái chị nha, cỡ như chị á, 60 năm về trước so cửa không bằng nó đâu. Nè, gì? Xin lỗi ông anh nghe. Gì? Nhìn kỹ mặt con nhỏ này đi nghe, nhìn kỹ mặt tôi đi nghe. Nếp nhăn không kìa, nhìn kỹ gì nữa. Mấy chục năm về trước á, hoa hậu ngã năm chuồng chó gò dấp đàng hoàng nghe không? Trời ơi, hoa hậu ngã năm chuồng chó hả? Hồi xưa là hoa hậu, bây giờ chắc mẫu hậu. Mẫu hậu gì, xin lỗi, hàng này không phải vừa, hàng này cũng phải là hàng kiến chứ không phải vừa. Thôi, nói cho chị nghe, chị thông cảm tôi vậy mà, làm gì dữ vậy. Nhưng mà tôi nói chị nghe. Rồi nó dẫn đi coi ba cái vụ đó là nó còn dẫn đi đâu chơi nữa không? Còn cái này mới đã. Chị làm ơn, chị sức cất cái chai dầu với cái mùi mắm của chị luôn cái đi. Qua tới Mỹ mà mắm với là dầu. Tự nhiên nó ớn lạnh trong người quá trời. Sao vậy? Để tôi sức cho. Ê, trời trời bậy nè. Để tôi sức cho. Cái bậy dùng cấm địa người ta mà sức. Trời ơi, cái này dùng cấm địa, mèo nghèo nó dùng cấm địa đó bà. Ông anh này, giữ ý giữ tí chút đi, ác nói. Thôi xin lỗi chị, tôi nói chị nghe. Sao? Từng rồi mới đã nè. Sao? Nó mướn nguyên một chiếc xe cá mập. Ừ. Nó chở cả nhà đi lên Las. Được rồi, kể tiếp đi cho nội. Chị biết tính tôi mà chị cứ giật về hoài trước mặt tôi vậy, các xe quanh kia đi. Rồi, lạnh ông anh, nó lạnh. Rồi, nó mướn nguyên một cái con cá mập. Cá mập gì? Hả? Cái gì cá mập? Quên, cá mập ở bên Việt Nam. Còn bên đây mình gọi là xe giang. Giang á, xe giang. Trời ơi, ông anh ơi, trời ơi, ráng học chút xíu tiếng Mỹ đi. Xe đó không phải xe giang, mà là xe là, đây nè, tiếng Mỹ là van. Vàng. Thôi mệt đó rồi, xe cá mập rồi. Đó, chơi sao chị Việt Nam luôn rồi. Chở cả nhà đi lên trên Las Vegas. Trời, không có thành phố gì đâu mà nó đèn. Giống như ban đêm giống như ban ngày vậy chị ơi. Cái chỗ đánh bài đó phải không? Ừ. Thôi nha, đừng có nói với tôi là vô là dám là thắng lắm, mà trúng nữa lời nữa à. Thắng. Trời đất ơi. Chị câu nó cho tôi có 5 đồng mà. Tôi bỏ 1 đồng vô tôi kéo rẹt nó ra. Bỏ vô tôi rẹt lọt ra. Thấy tôi hên không? Vậy ông anh thuộc loại là trúng số rồi. Con thương rồi, dâu quý rồi, rể mến rồi, cháu nội cháu ngoại nói chuyện. Về thuộc loại trúng số rồi. Tôi số ở hiền gặp lành chị ơi. Vậy hả? Có vậy hồi nhỏ, hồi còn trẻ ai tôi cũng thương lắm. Về sau này con cái nó thương lại. Vậy ha. Trời ơi, còn nghĩ đến phận tôi mà tôi tủi ông anh. Sao vậy chị? Nhà nó không cho tôi đụng vô cái chuyện gì làm á. Đụng vô chuyện gì cái nó cũng sợ hư hết ông anh. Trời ơi, con chị sao kỳ vậy? Đây nè, tôi thấy con tôi nó đi làm từ sáng đến tối, tôi tội nghiệp đó, tôi gom đồ dơ lại tôi đi tôi giặt giùm. Trời đất ơi, vậy là tốt quá rồi. Đó, rồi coi như là tôi thấy nó đổ thuốc gì vô tôi cũng đổ thuốc đó vô. Rồi giặt quậy 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 vậy đó. Rồi tối thằng nhỏ về nó lôi đồ ra nó xếp để nó cất.
Trời ơi, tao nói cái quần thằng con trai nó thun thành cái quần xà lỏn của đứa cháu nội. Trời ơi. Rồi coi như là cái áo đầm của đứa con gái nó dài thòn, giống như cái áo đầm ngủ của đứa con dâu. Trời ơi, tôi bị la quá trời. Ông anh ơi, trời ơi, mình lòng tốt mà mình bị vậy ông anh ơi. Trời ơi, nhưng mà chị bỏ cái thuốc gì vô mà quần áo nó tùm lum tùm la vậy? Thì coi không kỹ nhìn ra là thuốc rửa xe. Thuốc để lau rửa xe. Sao chị trước khi chị bỏ vô chị không hỏi tôi nói trước? Hả? Đây mà hôn sinh ngữ dỗi lắm chị. Thì đập lập lộn đó. Nên bởi vì tôi tủi phận lắm ông anh. Đã vậy thì coi nha. Bởi vì tôi cầu làm sao đó. Coi như mình nói chuyện với ông anh là tôi mừng rồi. Gọi phone cho bà con thân bằng quyến thuộc. Nó khó dễ sợ khó cái vụ gọi phone đó. Trời, chị vậy mà hôn quốc tịch Mỹ rồi đó. Gọi phone có gì đâu mà khó. Cầm cái số phone lên, cầm cái điện thoại lên rồi chị bấm số chị gọi có gì đâu mà khó. Trời ơi khó, đây là khó cái bill nó về hàng tháng. Vậy hả? Nó tính tiền lên rồi con cái nó mặt nặng mày nhẹ. Nó nói tới nó lui, trời ơi nhức xương ông anh à. Coi bộ mấy đứa con của chị nó khác con tôi quá. Trong khi con cái của tôi nó nói ba qua đây, ba muốn gọi thăm ai, ba cái việc gọi thoải mái. Phước quá trời. Trời đất ơi, chẳng những vậy nha chị, nó còn sắm cho tôi một cái điện thoại cầm tay để tôi gọi chơi cho bạn bè, thăm bạn bè chơi đó cho chị biết. Thôi cha, đừng văn miễn nha. Đừng có văn miễn nè. Văn miễn hả? Tôi cho chị coi nè. Có thiệt nha chị. Đó. Trời đó. Ơi, bộ nó sắm Quý dám sắm cho tôi cái phone này nè. Bên Việt Nam gọi là phone tụ quần á. Trời ơi, cái gì mà tụ quần ở đây? Đây nè, một cái xuống nè. Đó. Vậy hả? Bên đây nó nói là phone Nokia. Nokia à. Vậy à. Đó. Đây nè, để tôi biểu diễn cho coi. Thôi ông anh, thôi tốn tiền tụi nhỏ mà, tội nghiệp tụi nó. Chị nói sao vậy? Tôi tin rồi, không thôi cần... thôi. Nó dám sắm phone cho tôi thì tôi dám trả tiền chứ sao? Để tôi coi, để chứng minh là tụi nó thương tôi như cỡ nào nha chị coi. Thôi mà ông anh ơi. Thôi cái gì, chỉ có nhiêu tiền đâu. Không nhưng mà cái gì vậy? Gọi điện thoại. Ông anh, gọi điện thoại người ta bấm số rồi ta để nhẹ nhàng đó, lịch lãm vậy nè, chơi gì mà giật ngược qua mém chút là trúng mặt tôi rồi. Chị biết không, bên Việt Nam á, cái phone này nha, chị mà cầm lạng quạng nó sớt không nào không hay á. Vậy ha. Cầm như nào mỗi lần rem một cái ha. Nó giật đó không? Giật cái con gì nữa. Mỗi lần rem một cái để vậy. Đó. Nó giật. Vậy ha. Mà thôi đi, nghĩ thôi. Rồi. Chị làm. Rèn. Rõ lắm chị ơi. À, Thanh Kim Huệ hả con? À con. Thôi con ơi, sáng ngày mai đừng dẫn ba đi ăn điểm sống nha con. Ngán quá con ơi. Con coi cái món nào lạ lạ mà ngon, vẫn mới đi chỗ khác nha. Thôi con làm việc nha con. Bye con. Đó, chị thấy không? Chị thấy không? Vậy đó hả? Tôi không chịu đâu, anh điểm khác nè. Trời ơi. Coi cái này nè. Rồi rồi. Còn có hiếu nữa. Rồi. Nhẹ. Quên. Mỹ. Hello. Kim Tử Long hả con? Đây nè. Bà nói con nghe nha. Cái áo ba đang mặc mà con mua đó, Versace gì đó, vừa đủ sáng con ơi. Con kiếm cho ba cái áo gì mà nó sáng hơn nữa nha con. Cái áo gì mà mặc vô bật sáng sủa luôn nha. Thôi ba nha con. Đó, ông anh nó chiều nay nó đi mua liền à. Con cái tôi mà sao con cái đồ nổi tiếng dữ vậy, đồ Thanh Kim Huệ, đồ Kim Tử Long không vậy? Còn nữa. Vũ Linh nè con. Trời đất ơi. Không, ba gọi nói chuyện chơi vậy thôi. Con đâu sợ tốn tiền hả con? Bởi vì ba mới dám gọi chứ. Thôi ba nha con. Thấy không, con cái tôi nói vậy đó. Mà con cái là thằng dân nổi tiếng không vậy? Chứ còn gì nữa. Tại hồi đó bà nhà tôi á, bà mê cải lương. Thảo nào, xong rồi cái lấy tên rồi đặt hay không? Lấy tên Kim Tử Long, Thanh Kim Huệ, Vũ Linh rồi. Vậy à, dễ thương. Còn thằng Út nữa. Thằng Út ha. Đổi tên rồi. Cái gì? Biết tên gì không? Tên gì? Trường Vũ. Ủa, sao đang cải lương rồi chuyển sang tân nhạc là sao vậy? Nghe nhạc đó nó mà nó êm tai. Vậy thấy không? Thấy tôi khỏe không? Sống như ông anh vậy, nó trẻ dai dữ rồi ha. Vậy mới trẻ chứ chị. Cái lúc nào nó cũng vui phơi phới vậy. Còn tôi thế này sao mà lúc nào nó cũng buồn, ơi là nó buồn. Nữa. Chị lúc nào chị cũng mở miệng nó than buồn hết. Chị không mau già là phải rồi. Chị nó nhớ Việt Nam quá trời, nó nhớ thấu tim, thấu gan. Việt Nam mình cái gì nó cũng dễ thương hết trơn đó.
cho nó chè đậu xanh, trưa ngoắt vô ăn, rồi trưa muốn bánh cuốn ngoắt vô ăn, cái gì cũng được. Rồi bà con chòm xóm có một miếng rác này, nó dục qua, nó dục tới, nó dục lui, gây lộn, chữ lộn sùm, nó đã lỗ tai gì đó. Nhớ gì cũng nhớ, nhớ chữ lộn chị. Thôi chị ơi, mình ở chỗ nào á, mình xác định đó là cái xứ của mình. Mắc gì mà nhớ. Vậy ha. Tôi nè. Ôi ơi, nhớ tới ngày về Việt Nam tôi nổi da gà. Sắp về rồi hả? Trời ơi, còn vài tháng nữa sắp về rồi. Nổi da gà. Sao vậy? Còn cái xứ gì mình nóng gì đâu mà chịu không nổi. Rồi ra đường thì kẹt xe, bụi bẩm tùm lum tùm la. Còn nữa, vợ con cái gì mà ở bển, chồng nó giọng vợ rầm rầm vậy. Nhậu xỉn về quýnh vợ đập con, chửi con. Hỏi chị sao chịu được. Nhưng mà vậy nó mới là chòm xóm chứ, vậy nó mới là con người. Ê, vậy chị nói mấy người sống bên này là con gì? Hả? Hỏi chị á, hỏi chị đó. Trời ơi, tôi ở Việt Nam, chị mà viết thơ về chị than kiểu này, ông nội tôi không dám qua nữa. Cũng may, tôi được cái hạnh phúc hơn mọi người là tôi qua đây được du lịch. Tôi chứng kiến được cuộc sống ở bên đây. Chị coi nè. Cuộc sống làm sao? Dây chị còn than nữa, dây than nữa. Chị ăn á, cô ăn. Rồi, chị muốn mặc cái gì đó, đó như tôi nè. Ở bển nó già từng tuổi như tôi dám mặc vậy không? Cũng mặc được nè. Rồi. Phải ăn can đảm. Thậm chí muốn coi cũng có cái để coi. Đã không? Đây đúng là thiên đường rồi. Nè ông anh. Gì? Tôi có cái này nghĩ không biết có đúng không mà không biết nói sợ ông anh buồn. Chuyện gì? Bị nhiều khi con nó bảo lãnh ông anh sang du lịch đâu 2-3 tháng rồi thì thôi, nó thấy ở đồ ngắn hạn rồi nó cũng cắn răng nó chịu cho nó qua, chứ còn ở luôn cái nó khác ông anh. Bậy, chị nói vậy qua cho tụi nhỏ nha. Tụi nó thương đi lắm. Vậy tụi nó ba qua đây tụi con lo cho ba hết. Thậm chí nha chị, mấy ông đại tôi suy nghĩ rồi nhưng mà tôi chưa có dịp nói tụi nó nghe. Suy nghĩ chuyện gì? Tôi tính vậy, tôi tính chắc kỳ này tôi nói tụi nó lo cho tôi ở luôn quá chị ơi. Nè, bậy, cái đó suy nghĩ kỹ à. Cái đó phải suy nghĩ kỹ à. Có gì đâu mà kỹ, ở đây sướng gần chết mà có gì đâu mà kỹ. Trời ơi, tôi nói là tôi khó nói lắm trời. Sao khó nói? Thôi được rồi. Không tin tôi thì... Bây giờ chị tin tôi thôi không? Được rồi, ha. Sẵn ngày hôm nay á, tôi gọi cho tụi nó trước mặt chị, cho chị chứng kiến và thấy là tụi nó thương tôi cỡ nào. Tức là... Tụi nó có hiếu tôi cỡ nào nghe chưa? Báo tụi nó là ở luôn ha. Tôi báo tụi nó ở luôn cho chị thấy. Trời ơi, tôi khó nói. Cái gì vậy? Cái phone. Hết hồn hả? Quên, cứ quên gọi phone bên Việt Nam hoài. Alo, Thanh Kim Huệ hả con? Con đang làm hả? Con ơi, thôi, bà sốt ruột quá, bà nói con cái chuyện này nha. Con đi làm về đó, xong rồi con ghé qua cái chỗ gì mà xin cho ba. Ba tính là ở luôn được không con? Ba không về Việt Nam nữa, ba ở đây luôn. Hả? Hello. Sao vậy? Chắc nó lạc sống mất sống gì đó. Ngoài dùng phụ sống mà chắc mất sống. Thôi để tôi gọi cái thằng Kim Tử Long coi. Rồi. Hello, Kim Tử Long hả con? Con ơi, thôi về nha con. Ba tính rồi. Ba tính kỳ này chắc ba tính xin ở luôn được không con? Hả? Hello. Hello. Sao vậy? Bộ ngoài dùng phủ sống nữa sao vậy? Không có đâu. Chắc có đang bận. Khác. Thấy mặt ông anh có bộ hơi xanh á. Thằng này có hiếu lắm. Vũ Linh hả con? Thôi ba thấy tụi con ở đây quay quần chỉ ba mấy ngày hôm nay, tình cảm nó hình như nó hàn gắn lại xưa nay đó con. Thôi bây giờ ba tính là ba ở luôn nha con. Hả? Cái gì vậy? Đưa tôi coi. Cái gì mà chết sửng vậy? Đưa ra coi. Ôi, Hello. Trời ơi, đứa nào trong đó mà la hét dữ vậy? Hello, nín đi, nghe tao nói nè. Tao tự giới thiệu nghe. Tao là bạn già của ba bay. Rồi, có gì thì nó nói với tao. Rồi tao nói lại với ổng. Cái gì? Tao biết. Rồi.
tao hiểu rồi, tao nói với lại anh trả cho bạn dày nghe. Thôi giờ ba bây già rồi, qua chơi được bao lâu á thực ráng nghe, làm cho anh trả vui. Ừ rồi đó, cho đi ăn sushi, cho đi coi cái muốn cái gì cũng được cho anh trả vui. Rồi tao nói rồi, ba bây về. Ok, tao hiểu rồi mà. Rồi, bye bye, see you later. Vũ Linh với Thanh Kim Huệ với Kim Tử Long nó ý là nó tôi đại diện tôi nó không tôi hiểu là gì tôi hiểu. Thôi ha, bây giờ mình già cả rồi, bây giờ mình còn hưởng được ngày nào, mình được vui ngày nào vui xả láng đi, xong rồi về vậy ha. Tôi chấp nhận biết như vậy là tôi mừng á. Muốn vui cái việc vui. Nói gì nói cũng còn nhớ cái tụi nhỏ bên Việt Nam lắm. Ủa, té ra bên Việt Nam còn con ha? Còn chứ, còn đứa Đồng Tháp, đứa Kiên Giang, đứa Cao Lãnh. Trời đất ơi, mận gì đâu mà nhiều con dữ vậy. Không xấu gì chị, tôi tới ba đời lận. Ba đời? Khổ chị ơi. Vậy ha? Số tôi nó trung chiên lắm. Bến nước bến tình. Vậy á. Chỗ nào cũng có ông bà hết. Ừ. À, nè. mai mốt tôi về á. À không ấy mà chị đây buồn quá thôi, về với tôi không? Trời, cũng muốn về Việt Nam chơi một chuyến đó, nhưng mà bị còn phải coi con coi cái rồi nấu cơm cho nó ăn đồ mà. Về Việt Nam bây giờ bà con rồi không còn ai biết về làm gì đó, không biết nữa. Không biết về làm gì hết hả? Thì không có biết về làm cái gì hết trơn à. Thì về làm bà gì? Tư.